Phượng thừa nhận đã phá thai nhiều lần với Kiều Minh Tuấn, chỉ vì lý do này đây. Vài ngày vừa qua, người hâm mộ khắp nơi đang rất xôn xao trước nghi vấn cặp chị em Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn đang trong trạng thái cơm không lành, canh chẳng ngọt. Thậm chí nhiều người còn nghi vấn rằng họ đã tan vỡ sau 10 năm hẹn hò. Tuy nhiên vừa qua, cả hai đã tay trong tay tình tứ tại sự kiện. Chính khoảnh khắc này đã đập tan tin đồn đường ai nấy đi. Ngoài ra, Cát Phượng còn bất ngờ kể về cảm xúc của cu bơm trong những ngày xảy ra sự việc này. Nữ diễn viên tâm sự: "Hôm trước, Bơm có nói với tôi là bé rất buồn. Khi tôi hỏi con trai lý do gì buồn, thì bé nói buồn chú Tuấn. Bơm có hỏi tôi là tôi và anh Tuấn đã chia tay rồi phải không? Tôi thắc mắc tại sao con hỏi vậy, thì bé nói bé đọc trên mạng, bạn bè bé trên trường cũng hỏi nhiều. Tôi có hỏi con nếu chúng tôi chia tay thì bé sẽ cảm thấy như thế nào. Bé nói sẽ bỏ đi thật xa nếu chúng tôi chia tay. Bơm từng nói với anh Tuấn là đừng cưới tôi năm 7 tuổi, nhưng giờ bé nói muốn ngược lại. Tôi khẳng định với con những tin đồn trên mạng đều là sai sự thật. Khi nào chính tôi xuất hiện trên báo và nhận phỏng vấn thế này thì hãy tin." Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Cát Phượng bộc bạch chuyện mang thai với Kiều Minh Tuấn. Cô cho hay, năm 2011, tôi từng có thai với anh Tuấn. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ anh Tuấn vẫn chưa yêu mình, hoặc nếu có thì cũng chỉ là tình cảm trai gái đơn thuần. Nghĩ thế, tôi đã quyết định bỏ con. Đến lần thứ hai, anh ấy bỏ đi khỏi nhà và nhắn tôi một câu: "Lần sau nếu em tự quyết định thì em đừng nhìn anh nữa." Khi ấy tôi mới bắt đầu hiểu thì ra Tuấn yêu tôi là thật. Đến tận sau này, tôi cũng dính thai được một vài lần, nhưng vì tuổi tác nên không giữ được. Vừa rồi tôi cũng cùng anh Tuấn đến gặp bác sĩ để kích lấy trứng ra và gửi vào ngân hàng. Tuấn sợ khi tôi mang bầu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà tôi thì lại nghe lời anh ấy, nên đến giờ mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Đến hôm nay, chuyện cả hai tan vỡ chỉ là tin đồn, và chính từ hai nghệ sĩ cũng đã lên tiếng phản bác. Cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường, hạnh phúc, và Cát Phượng khẳng định bản thân mình luôn tin tưởng ở người đàn ông này. Cát Phượng bất ngờ lên tiếng: "Nếu Kiều Minh Tuấn yêu An Huy, tôi sẵn sàng chúc phúc." Những ngày vừa qua, tin đồn phim giả tình thật giữa Kiều Minh Tuấn và An Huy khiến không ít người tò mò, bởi khán giả rất hy vọng vào một đám cưới của chuyện tình chị em cổ tích giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, khi được phóng viên hỏi: "Dạo gần đây có thông tin cho rằng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia tay, bản thân chị cũng đăng những dòng chia sẻ mập mờ, khó hiểu trên mạng xã hội, phải chăng quan hệ rạn nứt của cả hai là sự thật?" Không biết giải thích thế nào, nhưng dường như từ trước đến nay, Cát Phượng luôn là người hướng vào tin đồn thì phải. Còn những dòng trạng thái trên mạng tôi chia sẻ cũng rất bình thường, không hiểu sao mọi người suy luận, đồn thổi và rồi đẩy câu chuyện đi quá xa như vậy thôi. Vậy chị có thể một lần nữa khẳng định về mối quan hệ của anh chị hiện tại hay không? Vẫn bình thường, thậm chí trên mức bình thường nữa là khác. Tôi chỉ chia sẻ rằng mọi thứ hiện tại đều yên ổn, không rạn nứt hay đổ vỡ gì cả. Hai người vẫn sống với nhau, công việc và mọi thứ đều vui vẻ. Còn Kiều Minh Tuấn, tôi có thể khẳng định tôi tin tưởng anh ấy đến 100%. Hơn nữa, sống và làm việc chung cùng chục năm, có thể nói chúng tôi quá hiểu rõ Tuấn. Tính anh ấy không phải là người trăng hoa, càng không có chuyện đóng phim chung rồi lại yêu đương với người đó. Bản thân Kiều Minh Tuấn có chia sẻ gì với chị về tin đồn những ngày qua? "Tuấn nói với tôi, em nên im lặng đi, đừng lên tiếng. Tôi lại nghĩ nếu mãi im lặng thì thương khán giả quá. Có một cô bé nhắn tin hỏi tôi thế này. Từ đó đến nay, em vốn không tin vào chuyện tình yêu, nhưng nhờ có anh chị mà em đã thực sự tin. Thôi thì ai muốn đồn thổi thế nào cũng được, quan trọng là bản thân anh chị hạnh phúc là được." Trên trang cá nhân, nhiều người cũng hụt hẫng, nuối tiếc cho cuộc tình của mình. Tôi đọc mà rất cảm động. Đó cũng là lý do để tôi buộc phải lên tiếng để trấn an dư luận. Còn về tin đồn mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và An Huy trong những ngày gần đây, được cho là một phần khiến tình cảm đổ vỡ. Chị đối diện với điều này như thế nào? Nếu nói về đồn thổi thì trước đây, khi đóng Em Chưa 18, chẳng phải cũng có tin đồn Tuấn và Khadi Nguyễn yêu nhau hay sao? Hơn nữa, thời gian đóng phim chỉ kéo dài tầm một tháng. Tình cảm nếu nảy sinh và tiến tới yêu nhau thì quả thật là quá nhanh. Với tôi, phim là phim, cuộc sống là cuộc sống, không có chuyện nhập nhằn giữa hai việc như thế này. Đóng phim điện ảnh, mọi thứ khi phát lên phải đòi hỏi sự chân thực. Muốn có được điều đó thì cả hai diễn viên phải thật sự có tình cảm đẹp với nhau ngoài đời. Tôi thậm chí còn khuyên anh ấy nên chủ động thường xuyên đi cà phê hay xem phim cùng bạn diễn để hai người hiểu nhau hơn, có cảm xúc để nhập vai ăn ý.
Chị từng nói là người luôn đặt ra những tình huống xấu nhất. Nếu giả sử An Nguy và Kiều Minh Tuấn có quan hệ thực sự, chị xử lý như thế nào? Nếu điều đó là thật, tôi chỉ biết vui cho họ thôi. Tôi sẵn sàng buông tay anh Tuấn vì thấy họ xứng đôi, thuộc về nhau. Tuy nhiên, nếu Tuấn yêu ai đó mà tôi cảm thấy không xứng đáng với anh ấy, thì tôi sẽ lên tiếng và đấu tranh cho bằng được. Tôi ghen kỳ lắm, không ồn ào như người khác vì tôi sợ mất mặt chính mình, người đối diện và cả người thứ ba. Tôi chỉ muốn ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thôi. Về An Nguy, tôi thấy đó là một cô bé dễ thương, hiền lành. Tôi thấy tôi còn yêu cô bé được ấy chứ. Thế nên nếu có chuyện đó thật sự, tôi sẽ chúc mừng họ. Hiện tại tôi khẳng định anh Tuấn không thể nào yêu An Nguy được. Khoảnh khắc tình cảm chăm sóc bà xã Cát Phượng của Kiều Minh Tuấn khiến fan dậy sóng. Mới đây trên trang cá nhân, một người bạn của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc họ đang dùng bữa tối. Cả hai diện đồ khá bình dân, ngồi ăn món thịt nướng trong một không gian khá đẹp. Trong khi nữ danh hài không mấy bận tâm đến dĩa đồ ăn, thì Kiều Minh Tuấn lại chăm chỉ cắt nhỏ từng miếng thịt, sau đó anh nhẹ nhàng đút cho bà xã ăn vô cùng tình cảm. Trong đoạn clip này, chồng trẻ của Cát Phượng cắt miếng thịt ngon nhất, đậm đà nhất đút cho vợ. Thậm chí anh còn nhìn xem biểu cảm của Cát Phượng rồi hỏi, có ăn dai không? Cái này ngon hơn đúng không? Trong khi đó, cô vừa xem điện thoại, vừa gật đầu với Kiều Minh Tuấn. Đi bên cạnh người chồng có bờ vai vững chắc, Cát Phượng cũng trở nên nhỏ bé và e ấp hơn bao giờ hết. Chứng kiến hạnh phúc giản dị của họ, nhiều người không thể tin nổi nam diễn viên lại thua Cát Phượng những 18 năm tuổi đời. Dù kém 18 tuổi, nhưng tình cảm của nam diễn viên đối xử chín chắn trong tình yêu với Cát Phượng khiến nhiều người rất ngưỡng mộ. Kiều Minh Tuấn luôn chiều vợ hết mình, chưa bao giờ để vợ mình thiệt thòi. Có thể thấy từ miếng ăn đến sức khỏe và cảm xúc của Cát Phượng, nam diễn viên sinh năm 1988 luôn luôn hiểu và biết chăm sóc. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Cát Phượng cũng từng đăng một status bày tỏ hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, chăm sóc ân cần từ ông xã kém tuổi. Cô tiết lộ về cách thể hiện tình cảm của Kiều Minh Tuấn với cô suốt 10 năm qua. Cô viết, sáng đạp xe, mỏi cái chân, hi ấy tiếp sức cõng ngay. Cảm sốt xíu là hi ấy đút cho ăn và cho uống nước. Đi những sự kiện, hi ấy luôn muốn cho cả thế giới biết, tôi luôn trân trọng và luôn yêu cô ấy từng phút. Trong những lần trả lời phỏng vấn trước đây, Cát Phượng từng cho biết, Kiều Minh Tuấn không lãng mạn nhưng sống tình cảm, anh luôn quan tâm và chăm sóc cô theo cách riêng của mình. Theo lời kể của Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn là người đàn ông sâu sắc, chín chắn. Tuy anh kém hơn cô chục tuổi, nhưng suy nghĩ rất già dặn. Và điều quan trọng nhất là anh luôn thật lòng yêu cô, dù xung quanh nam diễn viên có không ít vệ tinh theo đuổi. Hoài Linh và loạt sau việc đồng loạt phản ứng khi Cát Phượng kể chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống hôn nhân, Cát Phượng đã tìm được hạnh phúc thực sự bên tình trẻ Kiều Minh Tuấn. Đây chính là điều mà ai cũng vui mừng. Từ khi công khai mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và nam diễn viên luôn nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người xung quanh cho hạnh phúc của họ. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng vừa đăng tải dòng trạng thái kể về cách chăm sóc của Kiều Minh Tuấn dành cho cô mỗi ngày. Nữ diễn viên tâm sự, sáng đạp xe mỏi cái chân, hi ấy tiếp sức cõng ngay và liền. Cảm xúc xíu là hi ấy đút cho ăn và cho uống thuốc. Đi những sự kiện, hi ấy luôn muốn cho cả thế giới biết, tôi luôn trân trọng và yêu thương cô từng phút. Đó là những khoảnh khắc của 10 năm trước. 10 năm sau, anh ơi, em đạp xe mỏi chân. Mỏi thì ngồi xuống nghỉ cho hết mỏi rồi về. Anh ơi, em sốt rồi. Sốt thì mở tủ ra mà lấy thuốc uống. Nhưng trước khi uống, nhớ xuống bếp coi còn cái gì ăn không, thì ăn một miếng lót dạ rồi uống thuốc. Đi ra đường thì sao ta? Mạnh ai nấy đi. Ờ vậy đi, nếu chuyện đó có xảy ra, ta hãy cười trước đã. Hiện tại, Cát Phượng được nam diễn viên chăm sóc rất chu đáo, từng ly từng tí, và cô thường chuẩn bị tâm lý cho việc 10 năm sau, mọi thứ không còn quá đỗi ngọt ngào như lúc này. Tuy nhiên, chính Kiều Minh Tuấn cũng từng khẳng định, anh luôn có suy nghĩ 10 năm nữa sẽ đút cho vợ lớn tuổi ăn, rửa chân cho vợ. Điều này đã khiến nhiều người xúc động khi nghe anh tâm sự. Chứng kiến được hạnh phúc của cặp đôi, nhiều nghệ sĩ Việt đã rất hào hứng, và đây thật sự là một niềm vui lớn đối với các đồng nghiệp của Cát Phượng khi họ được thấy cô tìm được bình yên bên người tình trẻ. Hoài Linh, Quyền Linh, Cát Tường cũng đã nhanh chóng bày tỏ cảm xúc bên dưới lời chia sẻ của nữ diễn viên. Không chỉ có các anh em trong nghề mà ngay cả mẹ của Hồ Ngọc Hà, cô Ngọc Hương cũng dành lời khen ngợi cho cặp đôi này. Tiến Luật lại trêu ghẹo người chị thân thiết yêu đương ngọt ngào như gái 18. Cát Phượng và người yêu đã đăng ký kết hôn, sống cùng một nhà nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Bởi lẽ họ nghĩ rằng hôn lễ cũng chỉ là một nghi thức và không quyết định được việc cả hai có gắn bó lâu dài hay không.
Không chỉ yêu và che chở cho Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn còn rất thương con riêng của bạn gái. Anh là người mà nhiều năm nay đã dạy dỗ và chăm sóc cô bơm tận tình.